Xin chào các em. Hôm nay cô Bích Ngọc hướng dẫn chữa đề chọn học sinh giỏi môn văn hóa lớp 9 năm học 2024-2025 thuộc khoa học tự nhiên 2, tức là phân môn hóa học của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh. Nội dung của đề thi gồm có hai phần. Phần 1 là phần trắc nghiệm, gồm có phần chung của ba môn khoa học tự nhiên, đó là lý, hóa và sinh. Gồm có 24 câu. Và phần thứ hai đó là phần môn hóa học của khoa học tự nhiên 2. Thời gian làm bài là 110 phút. Đối với đề thi của Phòng Giáo dục thành phố Vinh đã đáp ứng được cái nhu cầu đổi mới. Đề thi cũng rất là hay, nhiều kiến thức phù hợp với thực tiễn và nó không quá nặng về tính toán. Đây là một đề mà cô đánh giá là khá là hay ấy. Đây là nội dung của đề. Và bây giờ chúng ta chữa phần của phần hóa học. Thôi, còn phần này thì phần trắc nghiệm. Đây là đáp án tham khảo nhé. Rồi chữa phần tự luận của chúng ta như sau. Câu 1. Tại sao trong bể cá, bể nuôi cá cảnh thường lắp một máy bơm nước nhỏ để bơm liên tục và đồng thời trồng thêm một số cây thủy sinh? Vậy thì bạn nào bạn nuôi cá thì chúng ta cũng thấy rằng là thường có mua thêm cái bộ máy bơm nước vào, đúng không? Thì mục đích của nó đó là tăng lượng oxygen trong không khí hòa tan vào trong nước, cung cấp cho cá hô hấp, và cây thủy sinh thì quang hợp sẽ tạo ra oxygen và đồng thời sẽ làm cho bể cá đẹp hơn, gần gũi với thiên nhiên. Phần này mang tính chất lý thuyết. Câu số 2. Để có được những hạt muối trắng tinh, mặn dịu, thanh và sạch, những diêm dân đã đánh đổi bằng những giọt mồ hôi mặn chắc. Trong quá trình sản xuất những hạt muối trắng tinh đó diễn ra như sau. Nước biển được đưa vào sân phơi và qua hệ thống cống mương bằng thủy triều. Trên bề mặt sân phơi đã rải một lớp cắt mỏng làm cứng rắn để nhận nhiệt bức xạ mặt trời và muối từ nước biển. Nước biển ngấm dần lên vào trong lớp cát sẽ được bay hơi tạo ra cắt mặn. Cắt mặn thu được lại dùng nước chạt có nồng độ thấp. Nước chạt. Hoặc nước biển tạo ra muối để lấy được nước chạt có nồng độ cao hơn trong một thiết bị lọc được gọi là chắt lọc. Nước chạt cũng được chảy vào lỗ chứa gọi là thống con thống cái. Sau đó nước chạt nồng độ cao được lên đưa lên ô kết tinh để phơi thành muối. Hãy cho biết quá trình sản xuất muối trắng tinh nhưng diêm dân đã sử dụng phương pháp tách chất nào? Đấy là một cái câu hỏi khá hay, và khi học sinh đọc thì thường thường các em sẽ rất là ngại. Chúng ta phải hiểu cái vấn đề đó là dẫn nước muối vào để nhằm mục đích là sau đó kết tinh và chắt lọc. Vậy thì những diêm dân đã sử dụng các cái phương pháp đó là phương pháp bay hơi để làm bay hơi nước thu được muối và phương pháp lọc. Điều này hoàn toàn lý thuyết. Câu số 2. Cho một số chất có công thức hóa học CaOH 2 lần, H2, CCUS, NaCH4O2. Cho biết đâu là đơn chất, đâu là hợp chất và giải thích. Giải thích. Đơn chất thì chỉ do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên. Vì vậy, những cái chất nào mà chỉ có một nguyên tố thì đó là đơn chất, sẽ gồm H2, C, Na và O2. Còn hợp chất thì do hai hay nhiều nguyên tố hóa học trở lên cấu tạo nên. Do đó, chúng ta thấy trong CaOH 2 lần thì gồm có nguyên tố Ca là 1, nguyên tố O là 2, nguyên tố H là 3. Nó được tạo ra từ 3 nguyên tố hóa học. Còn Cu2S thì nó được tạo ra từ 2 nguyên tố hóa học, đó là Cu và S. CH4 cũng được tạo ra từ 2 nguyên tố hóa học là C và H.
Câu số 2.2. Magnesium oxide, MgO, là một hợp chất có nhiều ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp sản xuất gốm lo núng, được ứng dụng rộng rãi trong quá trình xử lý nước thải, nước sinh hoạt, xử lý đất. Đặc biệt, MgO có công dụng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Việc thiếu hụt MgO có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe như mất ngủ, đau đầu hay suy nghĩ lo âu. Vậy đấy là ở cái câu dẫn, và chúng ta quan tâm đến cái nội dung của câu hỏi, đó là trong hợp chất MgO có loại liên kết hóa học nào. Và sau đó yêu cầu giải thích, viết sơ đồ hình thành liên kết minh họa. Thì các em lưu ý là bây giờ đề theo cái xu hướng mới thì sẽ có những cái phần dẫn để đề cập đến cái chất hay là cái nguyên tố hoặc cái nội dung mà chúng ta sẽ hỏi trong đề bài. Vậy ở đây chúng ta quan tâm ở cái phần sau cùng này, vậy MgO là liên kết được, là hợp chất được hình thành giữa Mg là kim loại điển hình và oxygen là phi kim. Thì thông thường nó được hình thành giữa kim loại mạnh và phi kim mạnh, thì đó sẽ là liên kết ion. Giải thích khi hình thành phân phân tử MgO. Thì các nguyên tử đã có sự và nhường nhận electron như sau. Một là nguyên tử magnesium kim loại thì sẽ nhường hai electron ở lớp ngoài cùng cho oxygen và trở thành ion dương Mg2 cộng bền vững, giống vỏ của khí hiếm neon, giống chứ không phải là trở thành đâu các em nhé. Còn nguyên tử oxygen thì nhận hai electron lớp ngoài cùng của hai nguyên tử của nguyên tử Mg để tạo thành ion ấm O2 trừ, và hai ion này được tạo thành mang điện tích trái dấu. Điện tích trái dấu thì nó hút nhau thôi, và để tạo thành liên kết trong phân tử MgO. Và cụ thể chúng ta biểu thị sơ đồ như sau. Là sơ đồ này thì nếu như lên cấp 3 thì chúng ta có thể viết theo cấu hình electron, còn ở đây rất trực quan thì chúng ta thấy rằng là MgO, Mg thì có 3 lớp e và nó nhường hai electron này, lớp ngoài cùng này. Và sau khi đó thì nó sẽ chuyển về đây và làm cho nguyên tử oxygen sẽ có 6 8 e lớp ngoài cùng, và ion Mg2 cộng cũng có 6 e lớp ngoài cùng, và nó hút nhau bằng liên kết tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu Mg2 cộng và O2 trừ. Phần này cũng mang tính giải thích, và các em nếu không biết trình bày thì sẽ rất là dễ bị mất điểm. Câu số 3. Cho sơ đồ biểu diễn sự trao đổi năng lượng với môi trường của hai thí nghiệm 1 và 2. Thí nghiệm 1 là làm nóng môi trường xung quanh và thí nghiệm 2 là làm lạnh môi trường xung quanh. Thì các em hãy nhìn cái dấu ở đấy. Khi mà làm nóng môi trường xung quanh thì có cái dấu mũi tên ra này. Còn khi làm lạnh thì lại hấp thụ vào. Vậy hãy cho biết thí nghiệm nào là xảy ra phản ứng tỏa nhiệt và thí nghiệm nào là xảy ra thu nhiệt, và trình bày ứng dụng của phản ứng tỏa nhiệt. Rõ ràng thí nghiệm 1 là phản ứng tỏa nhiệt, thí nghiệm 2 là phản ứng thu nhiệt, và ứng dụng của phản ứng tỏa nhiệt trong đời sống và sản xuất là các phản ứng tỏa nhiệt có ứng dụng chính là cung cấp năng lượng dưới dạng nhiệt và là nhiệt nắng cho các ngành công nghiệp, làm cho các động cơ và hay là máy phát điện hoạt động để nó chuyển hóa từ nhiệt nắng thành các cái điện nắng hay là cơ năng. Câu số 3. Câu số 2 của câu 2, 2.2 đấy. Bảng dưới đây cho biết kết quả khảo sát của thí nghiệm xảy ra giữa Zix, tức là Zn, dạng bột, và dung dịch H2SO4 loãng. Trong mỗi thí nghiệm, người ta dùng 0,65 gram kẽm tác dụng với thể tích bằng nhau của dung dịch H2SO4 loãng nhưng có nồng độ khác nhau. Vậy thì khi nồng độ là 1 m thì thời gian là 62, và nồng độ là 2 m thì thời gian 45. Vậy 45 nó sẽ ít hơn 62, hay này khác là nhanh hơn, đúng không? Vậy căn cứ vào bảng số liệu trên hãy chỉ ra mục tiêu và kết luận của thí nghiệm. Thì cái phương trình hóa học là Zn cộng với H2SO4 tạo thành H2SO4 loãng nhá, Zn, SO4 và H2. Mục
Đích của thí nghiệm đó là khảo sát cái ảnh hưởng của nồng độ H2SO4 đến tốc độ phản ứng giữa kẽm và H2SO4 loãng. Và kết luận rõ ràng khi chúng ta tăng nồng độ thì thời gian ít hơn, có nghĩa là tốc độ phản ứng tăng. Và yếu tố nồng độ đã ảnh của dung dịch tham gia ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Còn chúng ta nếu thấy Zener dạng viễn, dạng viễn thành dạng bột mà vẫn giữ nguyên các cái yếu tố nồng độ, thì rõ ràng là khi mà chúng ta dùng ở dạng viễn á, dạng viễn thành dạng bột chứ, thì đã tăng diện tích bề mặt tiếp xúc và đã tăng tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn. Tất nhiên ở trong phòng thí nghiệm á, cô mà làm thì cô thấy là chủ yếu là kẽm nó ở dạng bột đấy. Đấy, yếu tố là diện tích bề mặt tiếp xúc thì tốc độ phản ứng tăng. Các em có thể vào xem thí nghiệm ở trong các cái video của cô nhé. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo. Trong các cái hiện tượng 6, hãy chỉ ra và giải thích đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học. Câu này cũng khá là đơn giản. Cái mục tiêu đối với hóa học á, thì các em học xong á, sẽ phân biệt được hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học. Vào những ngày nôm ẩm nên nha bị đổ mồ hôi. Đây là một hiện tượng xảy ra rất phổ biến ở nước ta, đặc biệt vào dịp chuyển mùa. Đổ mồ hôi. Thì rõ ràng đấy là một hiện tượng vật lý, bởi vì không có sự tạo thành chất. Hơi nước trong không khí bị ngưng tụ thôi, cho nên nha thành nước lỏng, nhưng vẫn nguyên, giữ nguyên cái chất ban đầu. Con bé nhỏ trên các miệng hồ vôi mới tối thường xuất hiện lớp váng. Bây giờ các em cái kiến thức thực tiễn là hơi ít, thì cái hồ vôi mới tối thì có nghĩa là gì? Vôi vôi tối á, là người ta cho CaO cộng với H2O để tạo thành CaOH 2 lần. Vôi tối là CaOH 2 lần này. Thì thường xuất hiện các cái lớp váng là đã xảy ra phản ứng giữa CO2 với CaOH 2 lần của không khí, chuyển thành chất kết tủa CaCO3 đã tạo nên lớp váng. Và phương trình hóa học là CO2 cộng với CaOH 2 lần tạo thành CaCO3 và H2O. Vậy đấy là hiện tượng hóa học. Câu 4.2. Khí carbon dioxide trong không khí chỉ hấp thụ một phần những tia hồng ngoại là những bức xạ nhiệt của mặt trời, và để cho những tia bức xạ có bước sóng từ 50.000 đến 100.000 à không đi qua dễ dàng đến mặt đất. Nhưng những tia bức xạ bị phát ngược trở lại từ mặt đất có bước sóng 140.000 à không bị khí CO2 hấp thụ mạnh và phát trở lại trái đất, làm cho trái đất ấm lên. Về mặt hấp thụ bức xạ, lớp CO2 trong khí quyển tương đương với lớp thủy tinh của các nhà kính để trồng cây, trồng hoa ở xứ lạnh. Do đó, hiện tượng làm trái đất ấm lên bởi khí CO2 được gọi là hiệu ứng nhà kính. À, ngày nay, hiệu ứng nhà kính đã gây ra nhiều tác hại khôn lường. À, nhỏ là để loại bỏ CO2, người ta cho nó đi qua dung dịch nước với trong giữ. Hãy giải thích tại sao và viết phương trình minh họa. Thì do CO2 sẽ phản ứng với CaOH 2 lần tạo thành CaCO3 kết tủa và H2O. Và để giảm thiểu lượng khí CO2 thì người ta tiến hành các biện pháp nào? Tăng hiệu suất sử dụng năng lượng, thay đổi nguyên liệu và quy trình sản xuất, chuyển từ sáng các sử dụng các cái nhiên liệu sạch hơn, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời hoặc điện gió. Đá là trồng rừng và nhiều cây xanh để hấp thụ khí CO2. Tiếp đó là sử dụng các phương pháp canh tác bền vững, hạn chế sử dụng các cái phương tiện giao thông công cộng
như ô tô, xe máy chúng ta hạn chế đúng không? Và tăng cường, ok đi, cô xin lỗi, hạn chế các phương diện tiền giao thông cá nhân mà tăng cường phương tiện công cộng. Nâng cao nhận thức giáo dục cộng đồng, tuyên truyền giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng và việc làm giảm khí thải CO2. Đây là một trong những cái vấn đề được rất là quan tâm, bởi vì trong những năm gần đây chúng ta thấy cái ảnh hưởng cái hiệu ứng nhà kính đến các cái hoạt động con người nó rất là nhiều đúng không? Sang câu 3. Mà bây giờ chúng ta mới đến có một câu tính toán này. Đồ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm P2O5 tương ứng với lượng phosphorus có trong thành phần của nó. Từ loại quặng phosphate được làm giàu chứa thành phần là 25% CaCO3, 13% là tạp chất, còn lại là Ca3PO4 tất cả hai lần. Người ta ủ vừa lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc 98% này. Sau phản ứng làm khô bằng vô thu được loại phân bón super phốt phát đơn chứa CaH2PO4 tất cả hai lần và CaSO4 và tạp chất ban đầu. Yêu cầu tính đồ dinh dưỡng. Thì phần này các em có thể vào ở trong cái chuyên đề phân bón của hóa học lớp 11 nhé. Chúng ta sẽ xem kỹ hơn về các cái bài tập về phân bón. Thì bài toán này phụ thuộc vào loại bài toán tự chọn lượng chất các em. Các em thấy lấy bao nhiêu cả? Thì tùy các em thích để Excel cũng được, hoặc là cô thì hướng dẫn là chọn 100 gram quặng phosphate. Vì vậy em sẽ tính được ở đây chúng ta sẽ có CaCO3 là 25%. Vậy trong 100 gram thì khối lượng của nó sẽ là 25 chia cho 100 thì bằng 0,25 mol. Còn Ca3PO4 tất cả hai lần chúng ta lấy 100%. Trừ đi phần trăm của CaCO3 là 25% và trừ đi phần trăm của tạp chất là 13%. Được kết quả là 62%. Vậy sẽ bằng, em lấy 62. Sẽ có 62 gram chia cho phân tử khối của Ca3PO4 tất cả hai lần, Ca là 40. Ba trăm mười em nhé, thì được 0,2 mol. Vì vậy phần trăm của P2O5 tương ứng thì các em tính như thế này, Ca3PO4 tất cả hai lần thì có tương này tương ứng với nó là P2O5. Thật ra cái P nó không đi đâu cả, thì kiểu gì P cũng sẽ là 0,2 mol, thì P2O5 sẽ là 0,2 mol mà nhân với 142 đây thì được kết quả là 28,4 gram phần trăm của khối lượng của P2O5 tương ứng. Tạp chất sẽ không phản ứng với CaH2SO4. Do đó phương trình hóa học xảy ra như sau. CaCO3 cộng với H2SO4 loãng tạo thành CaSO4 H2O và CO2. Do đó số mol của CaCO3 0,25 mol. Thì H2SO4 là 0,25. Nước ở đấy là 0,25 và CO2 0,25. Đơn vị ngoài này là mol. Ca3PO4 tất cả hai lần phản ứng với H2SO4 tạo thành cái đặc. CaH2PO4 tất cả hai lần cộng 2Ca2SO4. Vậy Ca3PO4 chúng ta vừa tính hai lần được 0,2 mol. Thì H2SO4 sẽ là 0,4 hoặc là 0,2 nhân 2. Vì vậy dùng bảo toàn khối lượng chúng ta phải tính mơ phân bón thì sẽ bằng mơ của quặng cộng mơ của H2SO4 trừ mơ của CO2 thoát ra và trừ mơ của nước. Đây, các em thay số đấy, quặng bằng 100, H2SO4 tổng hai nơi chúng ta cộng lại 0,25 cộng với 0,2 nhân 2 đây. CO2 là 44 và
Nước là 18 là nhân đây được 142, 148,2. Vậy hàm lượng lẫn ở trong P2O5 trong P2O5 trong phân bón á, tức là bằng khối lượng của nó chia cho khối lượng của phân phân bón bằng 28,4 chia cho 148,2 được 19,16%. Đó, đồ dinh dưỡng. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo nhé. Bây giờ mới đến được câu tính toán đúng không? Bây giờ sang câu số 5. 5.1. Biết A là kim loại màu đỏ, dế là muối của kim loại A thường được sử dụng để xử lý bể bơi. Tạo ra màu xanh mắt mắt và hạn chế sự phát triển của rêu tảo. Hãy xác định các chất A, B, dế và viết các phương trình hóa học trong chuyển đổi. Vậy ở đây thì A sẽ là Cu, B là CuO, D là CuSO4. Và viết các cái phương trình thì Cu cộng với O2 thì tạo ra CuO, và CuO cộng H2SO4 thì tạo ra muối và nước. Chúng ta dùng kim loại mạnh hơn Zn cũng được, mà dùng Fe cũng được, miễn rằng kim loại này đứng trước Cu. Còn nếu bạn nào chọn B là H2SO4 thì chúng ta là Cu2O á, tức là Cu cộng với U2 này mà tạo thành Cu2O, các em sẽ cân bằng. Sau đó Cu2O sẽ cộng với H2SO4 thì phải đọc, tạo thành CuSO4 cộng với SO2 và H2O, thì ở đấy các em phải cân bằng phương trình. Không chú, để chúng ta cân bằng á, nó sẽ khó hơn một tí đấy. Đó, và chúng ta phải cân bằng phương trình nhé. Câu 5.2. Để khử chua cho đất, người ta dùng vôi bột, thành phần chính là CaO. Rắc lên ruộng, hãy tính khối lượng CaO thu được khi núng 5 tấn đá vôi. Chứa thành phần khối lượng là 15% tạp chất và còn lại là CaCO3. Biết hiệu suất của phản ứng là 80%. Thì chú sĩ bây giờ đây là liên quan đến thực tiễn và liên quan đến hiệu suất phản ứng, và hầu như các cái chất ở trong thực tế thì bao giờ nó cũng chứa tạp chất chứ ít khi là nguyên chất. Vì vậy đối với bài này á, thì khi mà liên quan đến hiệu suất thì cô nhắc lại một tí tính hiệu suất phản ứng á, thì ví dụ chất A tạo ra chất B này thì hiệu suất phản ứng ta có sẽ hai cách tính, nhưng mà bây giờ cô thấy là giới thiệu cho các em cái cách thứ nhất là có lẽ nó sẽ đơn giản hơn nhiều, đó là hiệu suất. Vì ban đầu chất A là có amon và phản ứng là một lượng Xơ, thì hạt phân trong tính theo chất A sẽ bằng Xơ trên A, đó nghĩa là bằng m của phản ứng, số mol cũng được, trên chấm m ban đầu. Vì vậy hệ quả của nó là m phản ứng thì chúng ta sẽ biết là bằng hạt phân trong nhân với m ban đầu. Đó. Vậy thì đầu tiên chúng ta lấy 5 tấn đá vôi là CaCO3, thì nó chứa thành phần là 15% tạp chất, do đó CaCO3 sẽ chiếm lấy 100% mà trừ đi 15%, tức là 85%, và tính MCaCO3 được 4,25 tấn. Theo phương trình hóa học này thì cứ 100 gram này thì tạo ra 56 gram CaCO3, phân tử cuối là 100 đấy, CaO là 56. Vậy theo vậy phản ứng thì theo bài toán là cái lượng phản ứng bao nhiêu? Thì chúng ta lấy CaCO3 là 4,25. Thì mơ phản ứng các em phải nhân với hiệu suất. Hiệu suất là 80% thì nhân với 80. Và đơn vị đấy là tấn. Thì bên này đơn vị cũng sẽ là tấn. Đó là Xơ. Và Xơ sẽ bằng 4,25 nhân 80% nhân với 56 mới chia 100. Được 1,904 tấn. À, tính toán rất là nhẹ nhàng, đúng không? Mơ này là bình thường em nhé, mơ thường về mơ hóa đó nhé. À, và câu 5.3, câu cuối cùng cũng liên quan đến tính toán.
Sulfuric acid được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp tiếp xúc. Quy trình sản xuất H2SO4 từ sulfur gồm 3 giai đoạn. S cộng O2 tạo ra SO2, cộng với tiếp O2 ra SO3 và hấp thụ H2SO4 đạt 98% thì tạo ra oleum là H2SO4 ngầm 3 nước, 3SO3. Ở giai đoạn 3, người ta dùng dung dịch H2SO4 98% hấp thụ SO3 để tạo thành oleum. Vậy để được 2 tấn oleum thì cần mơ tấn dung dịch H2SO4 và biết hiệu suất là 99%. Vậy cô hướng dẫn giải như sau. Vậy ở đấy các em thấy rằng mơ tấn này là mơ tấn dung dịch nhé, 98% này. Vậy mơ dung dịch là bằng mơ. Vì vậy mơ chất tan H2SO4 sẽ bằng 0,98 tấn. Và giờ mơ dung môi là MH2O. Và dung môi sẽ bằng 0,02 tấn. Do đó khi hấp thụ SO3 thì SO3 sẽ cộng với nước mà để tạo ra H2SO4. Vậy ở đấy các em thấy rằng là H2 phân tử khối là 18. 0,08 mơ nhé. 18 gram thì bên này được 98. Vậy đây 0,02 mơ tấn thì bên này sẽ được bao nhiêu? Các em lấy 0,02 nhân mơ mà chia cho 98. Nhân 98. Nhân chéo chia ngang ấy, chia cho 11. Được kết quả là bằng 49 phân. Ở đấy để tránh sai số các em cứ để nguyên phân số nhé, 49 phân 450, đơn vị là tấn. Vì vậy H2SO4 là ban đầu có sẵn từng này, sau nó tạo ra từng này nữa. Vì vậy ở sẽ là cái lượng hấp thụ ở cái phản ứng số 2 ấy, là phản ứng 1, phản ứng 2. Vậy ở đây ta sẽ có 98 gram thì bên này là được 338. Vậy ở đây là có 0,98 mơ này cộng với 490 này, 49 chia cho 450 cộng lại đơn vị là tấn. Và nhân với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 99% thì bên này sẽ được bao nhiêu? Các em nhân chéo chia ngang và kết quả ở bên này là đề bài cho là được 20 tấn. Vì vậy nhân chéo ở đấy thì các em sẽ tính ra được giá trị mơ bằng 0,538 tấn. Nó đối với đề này rất là hay, chỉ có ba cái bài tập nhẹ nhàng. Tất nhiên là những cái bài mà nó đã giống như cái kinh điển đó các em ạ, cái bài tập hấp thu H2 đó, bốn bài tập về phân bón, những cái bài toán mà nó liên quan đến thực tế. Vậy cô đã hướng dẫn sóng cái đây chưa đề về học sinh giỏi khoa học tự nhiên 2 của sở phòng giáo dục thành phố Vĩnh nhé. Hẹn gặp lại các em trong các kỳ chưa đề tiếp theo. Chúc các em học tốt.